Kính chào quý khán thính giả của Bồ Đề Phật Quốc TV trên băng tần 57.15. Rất vui mừng được chào đón quý vị đang lắng nghe chương trình Viện Phật Học Bồ Đề Phật Quốc hôm nay có gì. Kính thưa quý khán thính giả, như thường lệ vào thứ Bảy hàng tuần chúng ta có lớp sơ trung đẳng Phật học bắt đầu từ 3 giờ đến 6 giờ chiều. Trong thứ Bảy vừa qua, Thầy Huyền Châu đã hướng dẫn 3 giới kinh tiếp theo trong Du Già Bồ Tát Giới, đó là giới kinh 41 không tán thán hữu đức, giới kinh 42 không thi hành chiết phục, giới kinh 43 không thần lực nhiếp phục. Không biết chị Đồng Hiếu tâm đắc nội dung giới kinh nào nhất? Kính thưa quý khán thính giả, trong 3 giới kinh được Thầy Huyền Châu giảng vào thứ Bảy tuần vừa qua, Đồng Hiếu tâm đắc nhất là giới kinh số 41 không tán thán hữu đức. Đồng Hiếu xin được tóm tắt nội dung của giới kinh này như sau. Bồ Tát do ấp ủ tâm hiềm hận nên không muốn đề cao phẩm đức chân thật của người khác, không tán thán thiện tai đối với điều hay đẹp được giảng thuyết bởi người khác, đó gọi là có phạm, có vi việt. Đây là vi phạm thuộc nhiễm. Còn nếu do biếng nhác chây lười, buông lung mà không đề cao, tán thán thì đây là vi phạm thuộc phi nhiễm. Nhưng nếu biết người ấy tính ưa thiểu dục vì để hộ tâm ý của người ấy, hoặc mình có bệnh, không có năng lực, hoặc chấp hành tăng chế, hoặc nhận biết do nhân đề cao tán thán mà làm cho người ấy sanh tâm kiêu mạn cống cao, hoặc đức của người ấy chỉ là tương tự đức chứ không phải là đức chân thật, hoặc vì mục đích hàng phục ngoại đạo. Trong những trường hợp này, chúng ta không tán thán người hữu đức thì là không phạm. Quả thật, nếu chúng ta chịu khó lắng nghe, học tập và thọ trì giới này thì công đức lớn lao vô cùng. Anh Thánh Trí có cùng quan điểm với Đồng Hiếu về giới kinh này không? Thánh Trí rất đồng ý với chị Đồng Hiếu. Quả thật, nếu chúng ta chịu khó lắng nghe, học tập và thọ trì giới này thì công đức thật là lớn lao. Kính thưa quý khán thính giả, cách nay 2 tuần cũng vào chiều thứ Bảy, Thầy Quảng Định đã hướng dẫn kinh Na Tiên Tỳ Kheo. Kinh này ghi chép lại sự vấn đáp của vua Milinda và đại đức Na Tiên. Như chúng ta cũng biết, vua Milinda là một học giả uyên thâm giáo lý Phật giáo. Chính vì vậy mà nhiều luận sư nổi tiếng lúc bấy giờ cũng phải e dè trước sự vấn đạo của vua. Còn đại đức Na Tiên là một vị A-la-hán thông suốt vi diệu pháp. Với những câu hỏi mang tính bác học của nhà vua và những câu trả lời đầy tuệ giác của tỳ kheo Na Tiên giúp hàng hậu học chúng ta mở mang, hiểu biết rất nhiều. Chị Đồng Hiếu có thể nêu lại ý chính của bài kinh là gì để quý khán giả cùng nghe được không? Kính thưa quý vị, Thầy Quảng Định đã giảng bài kinh 101. Nội dung bài kinh này như sau. Qua câu hỏi của nhà vua, tỳ kheo Na Tiên nhắc lại lời dạy của tôn giả Xá Lợi Phất về 4 cách để trả lời một câu hỏi. Thứ nhất là có câu hỏi phải giải đáp ngay tức thời. Thứ hai là có câu hỏi thì phải chia sẻ ra để giải đáp từng phần. Thứ ba là có câu hỏi thì phải cần hỏi lại rồi mới giải đáp. Thứ bốn là có câu hỏi thì không nên trả lời mà chỉ im lặng. Nếu gặp những câu hỏi mà nội dung rỗng không, phù phiếm, mang tính hí luận, chỉ đưa đến não hại chứ không đưa đến lợi ích, thì chúng ta nên chọn cách im lặng thay cho câu trả lời. Kính thưa quý vị, hôm nay Thầy Quảng Định sẽ giảng tiếp bài kinh Tụng Kinh Parita với đề tựa là Thật không có lợi ích. Anh Thánh Trí có thích bài kinh này không? Đương nhiên rồi chị Đồng Hiếu. Thánh Trí rất say mê bộ kinh này. Càng đọc và nghe thầy giảng, càng thấy hữu ích, tâm trí được mở mang. Thánh Trí mong rằng quý khán thính giả đang theo dõi chương trình nên sắp xếp thời gian, tranh thủ đến tại Viện Phật Học Bồ Đề Phật Quốc để cùng nhau lãnh hội giáo pháp cao quý này. Kính thưa quý khán thính giả, sau cùng là tiết thứ ba do Thầy Minh Khánh phụ trách, giảng Kinh Bách Dụ. Kỳ học vừa qua, Thầy đã giảng cho chúng ta từ bài Kinh 81 đến bài Kinh 85. Đây là những câu chuyện rất vui, nội dung rất ngắn, rất hữu ích và rất thực tế, đáng để hàng Phật tử chúng ta suy ngẫm, học hỏi và tu sửa bản thân mình. Không biết chị Đồng Hiếu thích nhất câu chuyện nào? Trong năm câu chuyện được Thầy Minh Khánh giảng, Đồng Hiếu thích nhất là câu chuyện đau khổ vì bệnh mắt. Nội dung xin được tóm tắt như sau. Ngày xưa có người phụ nữ nghèo, ít học, không có nghề nghiệp để mưu sinh, lại bị đau mắt rất nặng nên không có người thuê mướn. Một hôm, nàng gặp một cô gái sáng mắt, có hiểu biết, liền than thở và ước ao có được cặp mắt sáng như cô gái kia. Cô gái sáng mắt khuyên rằng chưa hẳn có đôi mắt sáng là hạnh phúc, vì hàng ngày phải nhìn thấy những chuyện xấu xa ở thế gian. Nhưng cô gái mù vẫn mong ước được có đôi mắt sáng để xem kinh, ngắm tượng Phật và nhìn những mặt tích cực trong cuộc đời. Còn những mặt tiêu cực trong cuộc sống cũng là bài học giúp cho mình thức tỉnh. Anh Thánh Trí có còn nhớ bài học đạo lý từ câu chuyện này không? Vâng, kính thưa quý khán thính giả, Thầy Minh Khánh giảng rằng bài kinh này muốn nhắc nhở chúng ta hãy học và hành giáo lý của Đức Phật sẽ có trí tuệ để nhận thấy nhiều mặt tốt đẹp hơn trong cuộc sống và hãy biết sống hạnh phúc với những gì mình đang có. Thứ Bảy hôm nay, Thầy Viên Chánh cũng đã trở lại với lớp học. Chúng ta hãy tranh thủ đến với Viện Phật Học Bồ Đề Phật Quốc để lắng nghe tiếp nội dung Bát Nhã Tâm Kinh nhé. Trân trọng kính mời quý vị hãy đón xem chương trình dạy và học của Viện Phật Học Bồ Đề Phật Quốc vào lúc 3 giờ đến 6 giờ chiều này. Quý vị có thể đến học trực tiếp tại Viện Phật Học số 3404 Westminster Avenue, Santa Ana hoặc xem bài giảng trực tiếp tại Facebook Viện Phật Học Bồ Đề Phật Quốc. Trân trọng kính chào quý khán thính giả, kính chúc quý vị một ngày đêm an lành.